công có trong bản tin hôm nay. Tổng thống Palestine cảnh báo hậu quả với kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza của Israel. Bất ổn ở Biển Đỏ khiến doanh thu của kênh đào Suez giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ireland sẽ ban hành luật khẩn cấp về người tị nạn trước nguy cơ gia tăng người xin tị nạn đến nước này. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay của truyền hình Công an nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tham mưu trưởng quân đội Israel Hexi Halevi đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah nằm ở miền nam Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực giúp Israel và Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kế hoạch tấn công trên bộ ở rafah đã được phê duyệt trong cuộc gặp giữa ông halevi với tư lệnh bộ chỉ huy miền nam yaron fikrmen và các chỉ huy sư đoàn lữ đoàn khác của israel song chi tiết cuộc gặp cũng như kế hoạch tấn công rafah không được tiết lộ hiện chính trường israel đang chia rẽ về kế hoạch tấn công rafah một số bộ trưởng của nước này đe dọa rút khỏi chính phủ liên minh nếu thủ tướng benjamin netanyahu đồng ý với một thỏa thuận giải phóng con tin thay vì chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố rafah Tuy nhiên, các nghị sĩ theo đường lối trung tả lại có quan điểm ngược lại khi họ muốn chính phủ đạt được thỏa thuận về vấn đề con tin. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Thủ tướng Israel đã phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ Rafa, nhưng chưa cho phép quân đội hành động. Phản ứng trước kế hoạch tấn công vào thành phố Rafa ở miền Nam Gaza của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo nếu Tel Aviv thực hiện cuộc tấn công này, thảm họa lớn nhất trong lịch sử của người dân Palestine sẽ xảy ra, và họ sẽ phải di dồi ra ngoài giải Gaza. Giả. Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của diễn đàn kinh tế thế giới WEF do Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức, Tổng thống Palestine nêu rõ Chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành vi xâm lược và viện trợ nhân đạo cho người dân thứ mà họ cần. Và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc di dời người Palestine dù là ở Gaza hay bờ Tây khỏi quê hương của họ. Ông Abbas cũng kêu gọi các nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine và công nhận đây là quốc gia thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Phải có một giải pháp chính trị đưa giải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem thành một nhà nước Palestine độc lập thông qua một hội nghị quốc tế. Đây là điều mà chúng tôi kêu gọi kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Trong khi Israel có quyền đảm bảo an ninh, người Palestine cũng có quyền giành được quyền tự quyết, một quốc gia độc lập giống như các dân tộc còn lại trên thế giới. Ngoài ra, ông Abbas bày tỏ lo ngại rằng Israel sẽ di rời người Palestine từ bờ Tây sang Jordani sau khi xung đột ở Gaza kết thúc. Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nhấn mạnh, chỉ có cam kết thực sự đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel mới có thể ngăn chặn tái diễn xung đột ở Gaza. Đồng quan điểm, Ai Cập và Sri Lanka cho rằng sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các bước đi cụ thể nhằm thực hiện giải pháp hai nhà nước. Chính phủ Ireland đang lên kế hoạch gửi những người xin tị nạn trở lại Anh theo luật khẩn cấp mới trong bối cảnh luật Rwanda gây ra quan ngại về sự gia tăng người xin tị nạn đến Ireland. Thủ tướng Simon Harris đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Helen Max Nt trình lên nội các và tuần tới các đề xuất nhằm sửa đổi luật hiện hành về nước thứ ba an toàn và cho phép gửi trở lại Anh những người tị nạn nộp đơn xin bảo vệ quốc tế bị từ chối tại Ireland. Động thái mới của chính phủ Ireland diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Michel Martin cho biết chính sách Rwanda của Anh đang tác động đến Ireland do người di cư lo ngại bị gửi sang Rwanda nếu ở lại Anh. Theo Bộ Tư pháp Ireland, số người nhập cư bất hợp pháp đến từ Anh qua biên giới Ireland đang gia tăng, hiện chiếm tới 80% số người nhập cư vào nước này. Dự luật Rwanda nhằm ngăn chặn người di cư vượt eo biển Manche đến Anh bằng cách cho phép cử người xin tị nạn đến quốc gia Trung Phi. Dự luật được Quốc hội Anh thông qua trong tuần này và trở thành luật vào ngày 25 tháng 4 sau khi được Hoàng gia phê chuẩn. Ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Panrinvi Baditha Nukara đã gửi đơn xin từ chức tới Thủ tướng Sệt Thả Thái bị Truyền thông sở tại cho biết trong đơn gửi Thủ tướng Sệt Thả, ông Pranpi bày tỏ muốn từ chức ở Bộ Ngoại giao và các chức vụ khác mà ông được giao phó bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 để mở đường cho cá nhân khác đảm nhận chức vụ này. Ông Prayoonpiby khẳng định bản thân đã chuyên tâm làm việc trong lĩnh vực đối ngoại và kinh tế quốc tế với ý định thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực. Ông Prayoonpiby 66 tuổi, thành viên Đảng Phêu Thái vì nước Thái, được bổ nhiệm làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Vào ngày 27 tháng 4, trong cuộc cải tổ nội các đầu tiên của chính phủ Thủ tướng Sệt Thả được công bố chính thức trên công báo Hoàng gia vào ngày 28 tháng 4, ông Pranvi vẫn giữ vị trí người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan, nhưng thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Thủ tướng. Trong phần tiếp theo của bản tin, Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 câu chuyện quốc tế hôm nay ghé thăm hợp tác xã giúp phụ nữ bờ biển Nga độc lập về kinh tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dữ liệu tạm thời cho thấy có 321.582 trường hợp mắc sởi trong năm ngoái và hơn 94.000 ca kể từ đầu năm 2024 đến nay. Gần 50% số ca mắc sởi trong năm nay được ghi nhận tại các nước thuộc phụ trách của Văn phòng khu vực châu Âu của WHO, trong đó tỷ lệ mắc cao nhất là ở Azerbaijan, Kyrgyzstan và Yemen. Mỹ đã tuyên bố loại trừ bệnh sởi ở nước này vào năm 2000. Điều này đồng nghĩa không có bệnh sởi lây lan ở Mỹ và các ca bệnh mới chỉ được phát hiện khi có người nào đó nhiễm ở nước ngoài và mang bệnh về trong nước. Vương quốc Anh được WHO tuyên bố không còn bệnh sởi vào năm 2017, nhưng tình trạng này đã bị dỡ bỏ vào năm 2019 sau khi số ca mắc bệnh tăng đột biến. Điều này đặt ra thách thức đối với những nỗ lực đạt được và duy trì việc loại bỏ căn bệnh này ở nhiều nước. Giới chuyên gia khẳng định vaccine vẫn được coi là lá chắn hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh sởi. Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành thông tư tăng cường phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trọng điểm xuân hè khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế lao động 5 ngày từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 tháng 5. Cụ thể, cơ quan chính phủ Trung Quốc yêu cầu các tỉnh thành triển khai 7 biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó trọng tâm là COVID-19. Thông tư yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tại các cửa khẩu, bến xe, bến tàu, sân bay, tăng cường giám sát xử lý dịch sớm, tăng cường điều trị tiêm chủng, phòng chống dịch tại các cơ sở trọng điểm, du lịch dưỡng hành. Người dân đi lại cũng được khuyến cáo bảo vệ cá nhân, theo dõi sức khỏe, chú ý đến tình hình dịch bệnh khi đến nơi đông người cần đeo khẩu trang một cách khoa học, rửa tay thường xuyên. Cơ quan y tế Trung Quốc nhận định các biến thể của COVID-19 đã giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, hiện đang vào mùa cao điểm đi lại du lịch, dịch cúm, ho gà, tay chân miệng có xu hướng tăng, nên cần tăng cường công tác phòng chống để chủ động với tình hình. Thưa quý vị, tại bờ biển nga, phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương hơn trong lĩnh vực nông nghiệp vì các phong tục về đất đai yêu ái nam giới rất ít người trong số họ được sở hữu đất đai và khi phụ nữ kết hôn, họ thường mất quyền tiếp cận đất đai trong trường hợp chồng qua đời. Trước tình trạng trên, dự án thành lập hợp tác xã nông nghiệp giúp phụ nữ bờ biển Nga độc lập hơn về kinh tế đã ra đời, mang lại rất nhiều cải thiện tích cực cho đời sống phụ nữ nơi đây. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện này trong câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại làng Fapaha ở phía bắc bờ biển Nga, những người phụ nữ nơi đây đã thành lập hợp tác xã để trồng rau và bán sản phẩm của họ trên thị trường, cho phép họ kiếm tiền cho gia đình mà không cần dựa vào tiền bố thí. Những ngày tôi không trồng hành kiếm thu nhập, khi cần thứ gì đó, tôi phải nhờ người khác giúp đỡ hoặc nhờ chồng tôi giúp. Nếu anh ấy không có thì tôi phải đi vay người quen. Dự án nông nghiệp này được hưởng sự trợ giúp của chương trình Lương thực Thế giới, WFP. Chương trình đã cung cấp cho họ các công cụ nông nghiệp và cách thức để bán sản phẩm của họ cho căng tin trường học địa phương. Chúng tôi đang hỗ trợ một số nhóm nông dân, chủ yếu là phụ nữ, bằng cách cung cấp cho họ phương tiện sản xuất thông qua việc cung cấp công cụ đầu vào trong nông nghiệp cũng như kỹ thuật canh tác để giúp họ đạt được lợi nhuận cao hơn trong vụ mùa. Chúng tôi trồng hành nên không cần bán lúa để có tiền đi chợ. Khi tập trung ở nơi làm việc, chúng tôi lấy một ít gạo gửi vào căng tin của trường học. Dự án cũng cho phép phụ nữ trở thành người đóng vai trò chính trong cuộc sống của làng. Họ đã đạt được một vị trí quan trọng trong xã hội nông thôn, nơi thường có xu hướng nam giới thống trị. Những người phụ nữ này đã có chỗ đứng trong tầng lớp quý tộc của làng. Họ làm việc rất nhiều. Một người phụ nữ có thể một mình quản lý 4 hecta và đại diện cho công việc của hai hoặc ba người đàn ông. Vì vậy, làm việc trong môi trường như thế này có nghĩa là bạn đã được xã hội coi trọng. Thành quả sản xuất của họ được chia làm 3 phần chính, 30% dùng để dành cho căng tin trường học, 70% còn lại chia làm hai phần, một phần dành cho tiêu dùng trong nước, phần còn lại để bán. Trong quá trình hợp tác của hợp tác xã với căng tin trường học làng vào năm 2022 và 2023, họ đã có thể sản xuất 25 tấn rau trên 40 hecta và 10 tấn cây họ đậu trên 18 hecta. Theo một nghiên cứu do Vương quốc Anh tài trợ ở bờ biển Nga vào năm 2020, 42,9% phụ nữ ở nước này làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Tuy nhiên, phụ nữ lại dễ bị tổn thương hơn trong lĩnh vực nông nghiệp vì các phong tục về đất đai yêu ái nam giới. Chỉ có 8% phụ nữ sở hữu đất đai so với 22% nam giới. Và khi phụ nữ kết hôn, họ thường mất quyền tiếp cận đất đai trong trường hợp chồng qua đời. Trong hoàn cảnh đó, họ phải quay về với gia đình bố mẹ đẻ.